Mẹ con. À bà làm mát bánh Dương xin chào. Bà muốn đó. Hát ra để xem kênh YouTube của bà làm mát Dương nha. Hiện Tiên xin chào quý bà cô chú đang quay trở lại với kênh của Hiện Tiên nha. Dòng ca đến từ An Giang. Cô có ca chưa anh? Xanh. Wow, cô đang chuẩn bị ca. Cô chú đừng rời khỏi ánh mắt màn hình nha, hãy tiếp tục theo dõi. Cô chú đừng rời bỏ màn hình nhỏ. Chào cô. Theo dõi và một giọng hát. Rồi, xin chào cô. Từ An Giang. Dạ. Đây vô luôn. Ca bản khúc tình đồng đấy. Dạ, khúc tình đồng. Đơn ca thôi, đơn ca thôi. Tại vì mình không có. Cầm nhìn, ố cô hát gì, cái micro mà, giống như cái micro hát vậy. Dạ đúng rồi cô. Cái giọng cô hay hơn nhờ cái đó đó. Cô để đây đi, hai tay mình múa cho hai. Dạ. Hay, hay à, có múa nữa hả? Có múa nữa. Ồ. Dạ. Được rồi. Là cô nha. Vùng chính anh. Liên tục chương trình trưa năm nay, tại bộ của năm Phú Linh. Cô giới thiệu nãy giờ cô chưa ca là hát tiếp theo của cô Ngọc Hương sẽ gửi chúng ta. Ngọc Hương. Tự nhớ mình tới nghệ sĩ An Giang lên tới đây thăm mộ Vũ Linh. Vì hôm nay mình xin ca hát khúc tình đồng để tặng các bạn. Có gì ra đừng muốn luôn nhớ có nghệ sĩ tôi Vũ Linh dạy. Hai lắng nghe khúc nhạc. Rồi. Mừng lên gồng gàng ngắn ngay. Rồi. Bay say. Đổi con tim cùng si nồng cháy. Nhớ nghe em đêm này. Mình vai kề vai đắm say cho câu hát xa băng cho niềm tin kề dân ngày mai. Dạ dạ quý cô chú ơi, quý cô chú cho cô một like đi nha quý cô chú. Anh mắt em say cô rất là dễ thương ha. Dạ. Và tình đôi ta như muôn bài thơ nghe hồn chơi vơi nghe yêu ơi nào cô vui lên anh thắm sáng lên tình yêu đến với nhau đêm này mình vui kề vai rồi mưa tấn luôn rồi mưa luôn cô hát mưa luôn đấy trời cảm động mưa luôn dễ thương cô hát còn mưa luôn á rồi lấy nón đội kiếm ơi lấy dù em ơi kiếm ơi kiếm ơi lấy dù nông xây tiền ơi kiếm đâu rồi. Quá hay luôn cô ơi. Quá hay luôn cô ơi. Còn bài nào luôn cô? Bài nữa không? Bài nữa đi cô. Hay quá cô ơi. Mình không có nhạc mình ca sao kỳ quá à. Được được không, được. Được, cô. Được cô hát vậy là trời cảm động mưa luôn đó cô. Dạ. Dạ. Thôi mình đi nha. Dạ được cô làm bài nữa cô. Bài nữa đi cô. Chưa mà cô. Tìm quá ha. Đúng rồi. Cô rất là sôi động. Rất là xì tin. Ôi mình là dân rất là tự nhiên. Xe đi rồi, thôi mình đi nha. Dạ, cảm ơn cô rất là nhiều nha. Dạ. Chúc cho cô nhiều sức khỏe. Trời ơi, cô rất chúc là chúc cô nhiều sức khỏe nha cô. An nhiên tự tại ha, cô hát rất là vui. Mic lỡ để thôi là mic cho đúng. Thì ra cô múa ha. Cô tưởng là cô cầu qua hát cho nó. Mình đến từ đâu hát cô? An Giang. Cô đến từ cô đến từ An Giang nha cô chú anh chị. Gần chỗ đó An Giang. Gần châu đốc An Giang. Hậu Sơn hả? Con thấy là hát á, đã có dạ. Rồi cô hát, cô biểu diễn đó, phải nói cô là muốn nữa hả? Rất là hay luôn. Cô muốn nữa dạ. Đi đòn. Đi đòn, muốn nữa đi ha. Dạ. Dạ, con xin tiễn cô đi ha. Dạ, bây giờ tiễn cô ha. Diễn nơi diễn trốn ha, thường lộn ha nha cô. À, chúc cô nhiều sức khỏe ha. Đâu mai bây giờ còn clip không nổi. Cô chưa lên xe anh. Cô mà nó bắt tiễn cô ngon lành. Dạ, nó ăn trái hả? Anh về An Giang mình khỏe. An Giang chỗ nào? Rồi mình xích vô cho xíu thôi. Thôi An Giang. Đi hai chồng đi cặp vô đằng ta che được hai vợ chồng. Cừ quá. Cho đó. Mình vậy mình có nên đi nữa không? Đi chứ đi tiễn chứ. Tại mình chưa đủ đủ giờ mà mình phải đi. Cô chú ơi. Dầu chạy ghê lên ta. Đúng rồi. Thì mẫu chạy dầu có khác ha. Rồi bây giờ cô lên xe rồi cô chú anh chị ơi. Xích vô, hai chậm xích vô mới che được. 29 chỗ. 29 chỗ hả? Wow, 29 chỗ thằng là cô chú ơi. Con chào các cô, các chú nha. Ôi ơi, đi quá đông luôn. Dạ, con chào các cô, chú nha. Chào.
Dạ chào. Quá đông luôn. Anh ơi mình đi xe nào anh? Đó luôn, đậu luôn. Đó. Đó. Đi rồi chú ơi. Dạ, trời mưa quá cảm động luôn. Trời mưa cảm động luôn, chú cảm động luôn. Trời mưa. Mà nãy giờ là mưa chập này chập thứ hai rồi. Thôi giờ anh em mình rút vô đi ha. Rồi. Rồi anh em mình vô thôi. Anh em mình rút vô. Vậy thôi mình sập dụng xuống. Thôi được, mình vô. Siêu mẫu bây giờ có khác cà che nó đã quá ha. Nó có dụng. Có chân siêu mẫu không? Mấy chị đó kìa. Đúng rồi, còn mấy chị. Ủa, nữa nha. Còn nữa hả? Còn rất là đông bà con. Ủa, nha. Còn có bé nữa nè. Rồi chạy vô. Chín chỗ lên biến chậu luôn. Trời ơi. Rồi. Chị kia nữa hả? Qua hả? Qua hả chị? Hình như mưa lớn luôn rồi. Ủa. Tôi quát bắt lại. Lộc hả? Chị ơi, em không lấy đâu nha chị. Đó. Rất là đu đá. Wow. Tốt. À, cầm lấy xe. Dạ. Đó. Dạ. Rồi, ekip mình chủ đáo qua đó. Đó. Con người con. Giờ có bộ phận ekip mà YouTuber sáng giờ là không có nghe nói gì luôn á. Cô ơi, em không lấy đâu nha cô. Bây giờ có hai cái dù. Ủa con cô này nè, bánh mì chay cô ơi, cúng cậu rồi đó. Dạ, dạ rồi rồi. Để coi có hai cái dù chạy vô luôn. À em được siêu mẫu chở đi hả? Rồi bánh mì chay luôn. Mì chay chỉ là chín chỗ mà. Dạ. Còn ai nữa anh ta? Còn ai nữa không? Hết rồi. Thôi mua mình phải đi cút dù thôi. Chưa đủ clip là phải quay sao ra đủ đúng không? Đó, bây giờ mưa tiếp cô chú anh chị ơi, hết đợt này là tính đợt khác luôn. Đây là cái chặp mưa thứ hai, hồi nãy mưa 5 phút là trận mưa kỳ này theo 15 hết gì đó sẽ là 10 phút. Đó, đây là lúc trời mưa thì những khán giả và ekip đang ở trong cái rạp đó, nhưng mà cũng gần hết hẹn rồi cô chú anh chị ơi. Ngày 26 tháng 7 là hết hẹn. Hôm nay là 20 mấy anh? Hôm nay là 23 tháng 7. Chỉ còn 3 ngày nữa. 3 ngày nữa sẽ hết hẹn. Mình không biết là cô chú có hương tình để chữa lại cái căn rạp này không. Thương quá cô chú anh chị ơi. Đó thì thôi thì xin kết thúc clip nha cô chú anh chị. Đó thì trời đang cũng mưa rất là lớn luôn. Đó. Thì xin tạm dừng cái clip ở đây. Thì chúc cho cô chú anh chị đang xem kênh của Hiện Tim có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình của mình. Và nay là vào tháng mưa rồi, thì cô chú anh chị khi mà đi đường nhớ là mang theo áo mưa cũng như là vô ô để khi mà mình đi đâu đó ha, để bảo vệ sức khỏe cho mình ha. Thì Tiên xin chào và hẹn gặp lại.